Kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giá Hồng Quê. Hôm nay Duyền tiếp tục nấu một nồi bánh canh hủ tiếu xương để bán cho mấy đứa nhỏ. Ông bà cô chú ơi, thì thím Sáu đến bữa nay thì chưa bán lại nữa. Mấy đứa nhỏ cũng yêu cầu nó hơi chị Duyền nấu cái gì bán đi chị Duyền cho tụi em ăn sáng chứ. Hỏi mấy đứa thì tụi em thích ăn gì thì chị nấu đó thôi. Thì mấy đứa đòi ăn hủ tiếu. Dưới Duyền có mua thêm bánh canh nè. Với lại mớ thịt nạc trứng cút. Thì hôm nay mấy đứa có muốn ăn hủ tiếu khô thì Duyền có làm cái nước sốt nữa nha ông bà cô chú, để trộn vô cái phần hủ tiếu khô. Thì có hành phi với ngò gí với hành lá, ăn kèm chung với giá với hẹ. Thì mấy đứa cũng đang ngồi ở bên đó rồi kìa. Rồi mấy đứa ăn gì? Hủ tiếu khô hay là tủ hủ tiếu nước? Khô ha. Có để hay không để gì không? Hết, không để gạo hết luôn. Bé Xu ăn gì bé Xu? Không ăn gạo, ăn gì? Xu ăn gì? Xu ăn phở. Nay chị Duyền bắt hủ tiếu, Xu ăn phở. Phở quê. Dạ. Nước hay tắm? Hủ tiếu nước ha. Dạ. Chào cả nhà nha. Bán này bán mười đêm. Mới giờ tờ mờ sáng thôi, tranh thủ dữ lắm cả nhà. Đặng bàn mà chưa sẵn đũa. Đó rồi là đâu cái muỗng bên đó hả? Ở bên đây nè. Về qua đây hả? Su ăn xương không tám? Ăn xương ha. Làm cho bé Su trước. Mình cho bé Su ở đây là mình nấu một nồi súp xương này. Rất là ngon luôn nha. Nồi xương vớt cho bé Su cục thịt. Tô của bé Xu không để gạo. Này, mẹ bưng cho bé Xu giùm con. Chúng ta bánh canh ha. Dạ rồi. Mấy đứa nhỏ nó không có đứa nào mà ăn rau hết trơn. Này là cái nước sốt trộn nè. Duyền sẽ làm hủ tiếu khô. Này, hai trứng cút nè. Với thịt nạc. Tô súp xương cho tụi nhỏ. Đứa nhỏ này nó ăn là đỡ tốn gạo dữ lắm. Cục nạc. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ra phụ vô chung với Duyền.
tô bánh canh đây. Dạ. Thằng tiện. Này đậm bánh canh. Tía cho ăn lùm đây. Dạ. Chờ con xíu nha bác Út. Hai tô nữa hả? Hai tô nữa. Tì hủ tiêu khô luôn phải không Tì? Tì không khô. Tì ơi. Khô dạ. Khô. Khô. Này bán gì vậy? Dạ, hủ tiêu bánh canh làm sao rồi? Chín chưa? Dạ chín. Sáu ngồi ăn đi. Giờ luôn rồi, chín gì? Dạ. Con nó không biết đi nữa. Cô bé Tì. Đi nữa. Ôi, quất chút. Rồi, mẹ ơi. Chờ con xíu nha ông Sáu. Không, phát. Làm cho ông Sáu được trước đi, làm ba sao. Dạ. Hả? Ngà bánh canh hả? Vậy làm cho ngà con lùng trước. Bánh canh đổi mà không chịu lên tiếng sớm. Tôi sợ bánh canh. Ốc giá không Ốc? Không, không giá. Bánh canh nó không có nở dễ ăn. Tí dạ. Nó đem gì dưới từ lừ điện nó chơi. Đừng không có tiếng gì. Mình bén hai thứ vậy, ai thích ăn gì thì ăn đó, nó dễ. Về cái chụm chưa cho nó nở rồi. Canh chứ lâu. Muối. Nè hai con mũi chứ mới nhốt mũi thôi. Có lòng mình để ngò cho nó. Không để ngò ha. Miếng hành phi cho thơm hay bốc? Thôi nó bỏ hết trơn. Vậy hả? Gì luôn đó hả? Rồi đây cho con gửi. Chút nữa con thọ cho nghe bốc. Rồi chưa cho tiện mà trả chữ đừng thối. Hình như ngà bánh canh phải không? Ngà bánh canh chụm cho nó cái đây. Còn tiên nữa. Tiên. Tiên rồi hả? Tiên nữa. Tiên tiên bị nó muốn làm đứa của nó đậu cho nó. An nữa. Ngang chứa ga nữa. Nguyên đội của nó. Nó chơi sáng là nguyên đại đội của tụi nhỏ là cũng được 4-5 tô đó cả nhà. Mình chơi đến đâu? 6 giờ. Mấy đứa này là chúc 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 không. Chúc ông Sáu. Nó ông Sáu bánh canh phải không? Đó, bà Yên ra đó. Đó, bà Yên ra tới rồi. Tụi nhỏ nó phái hủ tiếu khô ghê luôn á. Bởi vậy là mình làm thêm một cái nước sốt. Buổi sáng mà ăn tô 15 ngàn là no. Nó
đường dân cà phê. Dân đi uống đó, cả đường là dân cà phê. Ngăn hả? Con ngăn bớt vừa mánh. Con tiêu tiêu. Con uống về cái đường dân cà phê dần đường rồi. Cái đường. Uống ba chờ con xíu nha. Xong tới rồi á, đi rồi ta. Cho tụi nhỏ nó ăn, nó đi học chứ không gì hết chứ. Thì hôm nay là hủ tiếu là Vàng có khử tương xay nữa, nó nghe cả nhà ăn là phải đúng sách rồi nó mới ngon. Trần ơi, nãy giờ hết trơn ga hiếm ba. Này đi sớm dữ. Bán gì dạ? Dạ, bánh canh hủ tiếu chú bảy. Bán hủ tiếu rồi. Hủ tiếu ha. Dạ, rồi chú bảy ngồi ghế đi. Hello. Hello bà già. Hello bà già. Hello bà già. Chúng ta bưng vô chân điện ha. Bưng chưa con trọng? Để ấy chút xíu kia chú ba đi. Hay là chút chú ba bưng ha. Dạ. Để dặn ông lại bưng rồi đem. Dạ. Đây. Súp. Sao ngăn được không ngăn? Mấy đứa này nó khoái ăn hủ tiếu khô. Nghe đừng làm lớn nha. Sao gửi hả? Thôi làm tô cho chú Bảy nữa rồi. Tiền đó. Rồi chút về ăn tô nữa đi chờ. Ăn nhóc trơn kìa. Ăn gì ăn? Mì gói hả bảy? Rồi ăn mì luôn ha. Nó không sao rồi. Mới thay chai ga nhưng mà nó vẫn được. Thì chưa bảy chưa mà nó chưa chụm mà hủ tiếu mì khô ngon lắm á bảy, mì với hủ tiếu để chung á. Vậy làm khô đi con. Vậy ha, gói hay nửa gói thôi ha, nửa gói với hủ tiếu. Ăn em gói mì ha, mì nước ha. Giá giá hẹ không ăn giá hẹ không? Ai? Ờ. Dạ. Sáng sớm vừa
Dạ. Vô đi với ngang á. Ok. Bé điện. Bé điện. Mẹ nó đi bán hủ tiếu khô này ăn là mơi mốt mấy đứa đừng đòi nữa nha. Không có đâu. Dạ rồi rồi chú ba bưng tô cho bé Điện. Rồi để con trụng tô này là tới bé Điện luôn. Ông ba bảy cho con gửi cái đi con múc tô nước súp đi. Cho con gửi cái bé ơi. Nhiều quá, hôm nay nhiều món quá. Bánh canh đi. Bánh canh ha, dạ rồi. Đợi ý không? Đi đâu à? Nữa cho thêm xíu tương xay trộn vô cái nữa. Vậy hả? Vừa ha. Sáng sớm quá ông Sáu vừa ăn vừa đọc biết nào no ông Sáu. Rồi 15.000 em. Rồi bữa nay ha, sáng mở hàng là giấy 20 không luôn, chắc này là giấy 20 không rồi chị Thòi em. Rồi chị Thòi đi, cảm ơn mấy đứa nha. Cảm ơn Biên. Ăn chứ ăn được bảy trả cho gì em. Vậy hả? Vậy trả tiền lại, lát nữa bảy trả. Để bảy trả đưa là 5.000. Rồi, cảm ơn.
Rồi cho múc nguyên cục hạch luôn. Rồi có hỏi chú Bảy lên 5.000. Cảm ơn chú Bảy. Của em chị Thờ lên 5.000. Sáng hôm nay là 20.000 nha cả nhà. Cảm ơn nha. Dạ. À, ba tô 45.800 luôn không? 45.000, 50, 60, 60 như 70.000 bảy ơi. 70. 85.000. Chết rồi, không có giấy 500. Dạ rồi, cảm ơn ông Sáu. 85. Thôi là 15. Rồi, dạ đủ. Rồi, cảm ơn bảy. Hai bọc ha, nước kiêng hết ha. Nước kiêng. Vậy hả? Dạ. Nay đi về ngoại hay dạ? Đi về ngoại mua bánh. Đám vợ à? Ăn bánh hay dạ? Dạ hủ tiếu bánh canh cô Châu ơi. Bắt cho anh bọc. Bọc hả? Với mày với giá hẹn ở trong đường phải không? À. Được phải không? Được. Ngồi ông cái đò ông trộn ăn. Dạ. Để nó riêng. Riêng hơn. Dạ. Chú Ninh lại ngồi ghế đi chú Ninh. Ngồi ghế đi chờ con xíu đi. Nước riêng nha chị. Dạ rồi, cô Châu chờ con chút nha. Ừ. Dạ dạ. Đi ngang là có biết đâu. Dạ. Mới thấy. Dạ có sâu. Bye bye bé Xu nha. Cảm ơn hai mẹ con nhiều. Chơi. Dạ, đi học. Hả? Có mì. Để bọc mì nước chung luôn đi cho. Mì nước chung ha. Rồi. Ngồi ghế đi chờ con chút đi cô Châu. Ờ được rồi. Để chị nói lại nha. Dạ. Yeah. Ngày giờ đọc báo. Giờ báo giờ bán khó nha. Giờ ai có điện thoại vô coi điện thoại. Thì là này hai bọc này để con bọc ha. Đâu à? Bữa nào ông Sáu bà Sáu cũng ăn ăn bánh mì không à? Dạ, bọc nhỏ chị. Dạ cháo. Kim cháo bữa đó chú ăn cháo. Ông tỉnh. Giờ anh này máng lên xe cái đi. Để cá trụng bọc nước chung với mì ha. Dạ. Rồi ghế chị ba chờ em xíu đi. Đứng đây ngồi. Đứng ngại muốn chết luôn á.
là ngò nó mềm chút. Nó nó xuống mà ăn nhiều chút. Tại này mì á mình đổ nước vô tới nhà là ăn là vừa đó cả nhà. Và trụng cái nữa là bữa nay có mình nên nè, mẹ giờ này cũng giữ con bói rồi. Rồi cho gửi luôn 30, 45. Ơi 45 hồi 55 đúng không? Nè cầm đỡ giùm 50 cái đi để coi còn giấy 5.000 nữa không. Sáng giờ hồi 5.000 không luôn đó ta. Dạ khoan này còn có rồi. Này rồi cảm ơn nhiều. Nước ghiền luôn hả cô Châu? Dạ. Đi chợ sớm bộ trễ trễ trên hả có Ninh chưa? Dạ chưa cô Châu rồi tới chú Ninh xong hả mai mà có ở nhà chờ đi giờ em chờ cô hai ngồi ghế rồi cô hai chờ con xíu đi. Một bọc ha chú Ninh. Dạ rồi, xin miếng chanh nha. Dạ dạ cứ nêm nếm đẳng thôi cô Châu ăn gì cứ lấy. Có cho Quỳnh con tí à. Dạ chờ con xíu em hai để con làm cho chú Ninh. Hôm nay bạn Dưỡng làm đi đâu hết rồi. Nay ông đi giao hàng. Giao hàng cho người ta. Chú Ninh là shipper. Giao hàng cho tiếng đò. Anh đợi hồi nó trụng nó ăn. Mua cho tiếng đò. Ừ. Ai nào thích tiền thì sợ nó cũng hoài. Ừ. Dạ nè. Đứng ăn cho nó nhiều chút. Hủ tiếu thôi chứ nè. Trời hết hủ tiếu rồi. Này bao hủ tiếu đắt dữ nè. Chị chờ xíu đi chạy đi mua mới được. Quá đắt. Còn bánh canh với mì. Còn bánh canh với mì. Bánh canh này ngon không? Bánh canh gạo ngon lắm á chị. Chị hả? Trời. Chị mì ha. Bánh canh gạo ngon dữ lắm luôn á. Ủa đúng rồi. Làm hồi con rối hết trơn. Rồi cho con gửi 5.000 hồi lại 35.000. Rồi lon giường cho tao đi hết lon. Cho tao Quỳnh á vô nó ăn đi mẹ. Cho Quỳnh đi mẹ. Còn mấy hủ tiếu thì bánh canh ha. À thì bánh mì đi. Mì ha. Thì gì nữa có mì đi. Rồi mì đi. Trơn quá. Hôm nay có đem tô ra không? Có.
cũng hai đem tô bự chứ không đem tô nhỏ. Tô bự cũng vậy mà tô nhỏ cũng vậy thôi. Tô nhỏ thì nó đầy, tô bự thì nó dưới đáy. Lấy tô đặt cho bự bự nó dễ bưng. Nãy chứ tô bự nó thoải mái. Hết rồi mà. Hết rồi chị nay tao gái xin cái hẹ đó chị đây. Dạ, nó ghi hả chị? Dạ rồi. Rồi cho con gọi. Thôi nữa. Bữa nay thôi. Bữa nay là cái ngày thôi. Ngày thôi phải không? Không có được lễ em hai. Không. Mẹ có được lễ mẹ cho đổi mẹ. Để cá lên tung lâu kìa. Dạ. Chứ 5.000 cũng hết luôn nữa. Mẹ cho con mượn 5.000 đi. 5.000 nè. Rồi, rồi. Rồi. Mẹ có 5.000 nữa không? Cho con đổi 10.000 nè. Rồi, cho đổi 10.000. Rồi. Rồi, gần 30.000 nữa là 35.000 đủ ha. Nè, 30.000. Cho lấy 50 lại. Không được thì thôi. Cho cái nào muốn thử nó cây gì? À. Khoái này phải không? À. Ít dao hay gì? Ít hơn. Nhiều được ha. Nhiều được chưa? Mẹ sợ ế hủ tiếu. Mẹ kêu mua hủ tiếu ít ít thôi. Hủ tiếu ăn tôm bị khô. Bị khô đúng không? Đúng. Ok. Khô xương bự bự. Dẹp được. Xương bự nữa mấy chị. Coi coi lựa cục xương nào, cục xương bự á chị. Đó là xương không thịt đúng không? Cái xương mà không có thịt đó. Ơi có một tiện chảnh không mượn mua giùm chị hủ tiếu. Hủ tiếu ơi. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Hai gói hay gì? Hai gói. Ồ quên của hai nữa. Bánh canh ha. À, một bọc hả? Để ghi hay chung? Chung luôn đi. Chung luôn đi ha. Dạ rồi. Ôi bánh canh này ngon lắm á cô hai. Biết cái gì. Thôi giờ con trụng cái tô đi cô hai, về ăn đi nữa đem lại. Có gì đâu. Kế bên. Bánh canh nó không có nở. Không biết cái gì ha bà hai, cứ xách cái tô đi à. Bánh mì 5.000 ba ổ. Mua ký hủ tiếu. Cái chìa khóa là để chung cái xe. Thôi nữa hả? Bữa nay là cái ngày thôi. Sáng giờ là thối liên tục luôn. Có cô hai có giấy 5.000 kìa, con địa rồi. Rồi. Dạ.
Cảm ơn cô Hai luôn. Rồi. Thì chú nên đi giao hàng rồi về mới đi chợ hả? Sao mình không chạy ngang luôn? Dạ mẹ. Chút nó đi con đưa lại mẹ. Bà còn bánh canh với mì chứ. Ăn hủ tiếu với bánh canh với mì. Bánh canh nữa. Dạ, còn bánh canh với mì gói. Hết hủ tiếu rồi. Còn gói rồi. Mì gói ha. Rồi bận nhiệm chị không? Rồi cái nó dính ra. Ăn mì không bói? Cho con gửi chín luôn. Lạc không? Nước trộn lạc không? Chị? Con lạc chị cho thêm miếng nữa. Tô nó sắp nghiêng mà. Tại sao? Thử rồi. Thử rồi. Thử không? Ừ, ăn thử thôi nha. Ngon thì cho tiền, ngon không cho tiền nha. Cháu không đọc. Thử mà. Đợi ăn chờ cục xương lại trời. Người Việt Nam là phải ăn là chừa thịt sao? Chạy lên là bỏ thịt lại. Nằm ăn chưa? Chưa. Này ơi, nằm không ăn đó nằm. Cái này không ăn cả tiền. Rồi, đỡ tiền đâu à? Vậy là đi đỡ đô ra quá không? Tí ơi, con hết tiền sáng rồi. Còn tóc mồm. Cái con kia hết tiền sáng rồi tí ơi. Nằm hủ tiếu bên cạnh đó nằm. Nó cốt còn đó hai. Nãy để đâu ta? Còn đó. Chờ mâm lại ăn đó. Bán bà nào quá dữ. Đây là ba cho con gửi này cái đi. Này ăn trước không? Mất nước trước sao? À đúng rồi. Cho ớt vô, trộn vô. Ăn mặn thì cho thêm xíu tương xay. Nè nè nè, phong chị cho chị không? Lại tô nữa đi. Tô
một và nhầm nhò gì. Anh có không có tiền gì đâu lâu lên đứng lên đi. Đứng lên ghế luôn. Nè. Rồi thiếu. Chú đẹp. Ăn ông trụng tôi nè. Thôi, gặp ông là thôi. Mình 15.000. Trả bà luôn ha. Là bà ba nãy còn 5.000. À là hết to rồi. Dạ con. Con có người bao nó đã thôi. Từ 5.000 là hồi lại gì không? 5.000. Rồi hồi 25 hả? Hai tô 30. Hai tô 30.000 mà trừ lại 5.000. 25. 25.000. Chú Nam ăn gì chú Nam? Bánh canh. Bánh canh ha. Dạ rồi. Đây 25.000. Cảm ơn. Rồi. Rồi 485.000 đây. 485 nữa hả? Ừ. 15.000 phải không? Dạ. Nói thì lẻ đưa đi. Lính ăn không? Cảm ơn. Trả tiền luôn đi thì lính ăn. Lắc đầu rồi. Chờ con xíu nha chú Nam. Con gửi bác Năm. Được không bà ba? Dài. Hủ tiếu này nó dài đúng không? Okay. Hủ tiếu khô mà. Hủ tiếu khô mà. Hủ tiếu khô mà. Không có ai gì. Không dám đâu. Hồi sáng giờ bán hủ tiếu khô đắt lắm đó. Hấp nước cho cao nè. Nữa phần nó đi. Cái để nước vô hấp nữa. À, vậy là mình ăn được mấy tô lần đó à? Tô khô, tô nước. Và ăn giá nữa không? Con trụng giá thêm cho. Nhiều quá hết. Nhiều rồi. Giá nhiều quá cái trụng thêm hủ tiếu. Ừ. Chú Nằm có hồi lại 5.000. Có tương xay rồi đó chú Nằm. Ớt chanh. Rồi cảm ơn chú Nằm nhiều. Ngon ngà, ngà hỏi tới bà ba luôn. Bởi vì cảm ơn. Bữa nay bà vô ca hay gì chú? Nay vô ca mời vô ly á. Đúng rồi, chính xác. Nhà nào cũng vô hết hả? Vô ca với bà Tị là vô ly. Em ăn sớm tối là đứng em ăn cái gì, ăn gì nhậu gì là sáng sớm. Sáng là tranh thủ không? Một khối. Hai
đâu vậy? Hả? Con đi học. Con đi học hả? Không à, ông nội đâu? Ông nội đâu hỏi? Con mới đi học. Thưa chú Mái con đi học. Thưa chú Mái con đi học. Rồi thưa chú Mái không biết kêu bạn gì hết trơn á. Không biết kêu bạn gì, thưa chú Mái. Rồi hỏi gì nè nga, hảo anh bầu em đi học. Hai chú Năm rồi, cho con gửi. Mời xin con đi học. Cảm ơn. Ăn gì chứ sao? Mì gói, hủ tiếu, bánh canh. Mì đi, gặp chú Sáu làm mì đi. Giận rồi, nghỉ đi luôn. Giận rồi, đi luôn. Hả mừng nghỉ xíu à. Chú Sáu là chỉ có mì thôi chứ ngoài mì, ra bán ngày, mấy ngày ăn mì thích mấy ngày rồi không bán vậy? Bán cũng về mì. Thím Sáu bán là chú Sáu là mì mì. Dạ mì mấy chuyện đi anh phê bọn mì. Dễ ăn. Ăn biết đâu đó quậy luôn. Chú Sáu ăn mì ghiếc rồi giống như cọng mì luôn. Đói vùng tay. Ăn không ngon là ba. Ăn không vô hả? Sao chú Năm đi về xe đâu, bỏ đâu? Mừng thỉnh gửi xe đây chứ gì? Rồi bóp, hôm xe để nhà. Chạy đó mà sụp ổ gà một cái ha là chuối nhủi. Đi về tao cái đầu bộ 2 giờ về chạy gì đó. Rồi mấy bà cháu có ăn gì không? Trụng luôn nè, hết rồi nè nghe. Ăn hủ tiếu. Ít hủ tiếu thôi. Ít hủ tiếu thôi, thật nhiều. Ngày chết. Ít hủ tiếu thật nhiều. Em ơi, đúng rồi. Thôi, ngồi yên thì tôi chạy đi cho con Huy nè. Chọc cắt nè. Mắt xuống đây. Cho hủ tiếu yên ổn thôi. Xuống đây em có chạy đâu. Mẹ chuẩn hủ tối luôn ha. Gì còn mần nóng nữa hả? Mệt quá đi. Thôi mất đi chứ thì sao? Thiệt chứ. Chị nào nó mới dài. Hai mới mổ cho một lâu chưa. Phải mua đồ nấu đồ bún được rồi vậy. Nó con sao mà cái nhỏ hết rồi nào không biết không có mẹ. Thank you.
xíu xương. Bữa nay á, mua nhiều tí xíu dư xương. Hai cục nữa 20 ngàn. Bù lại bữa hổng nghe, bữa hổng có cục xương rạn chơi. Đúng không chứ? Bữa hổng có cục xương nào đâu. Tao hổng nào không để xương mà tao để thịt nhiều. Cút nhiều. Em là trứng không mà chứ hổng không nha. Ăn trứng muốn nổi vàng luôn nha. Ta bồi bổ trứng cho còn người la nữa. Thôi không có ăn đâu. Nè xương gân ngon lắm á. Một cục thôi, ăn được rồi thôi. À ăn bánh chín thôi. Để lát rồi đó, nước súp nó coi có dư mà mua cơm. Có dư nè. Có dư trơn còn thiếu nữa nè. Cái này là còn tới 5 tô nữa đó. Chợ chị nấu mà phải ngon phải cưng. Sớm giờ không biết bán lời hay lỗ nữa. Hết rồi. Không bà sáng ăn gì? Hủ tiếu bánh canh. Ủa bà sao hỏi con sao không hỏi mà bà sao hỏi tiền? Nam cho con chay nhạo đông á nè. Gì hủ tiếu mà. Hủ tiếu bánh canh mà sao? Nam ơi. Con. Con chưa trả lời mà. Hai chủ ngồi đây không nghe nghe nhỏ ngồi ăn trả lời. Bán gì mà còn hết? Hủ tiếu bánh canh. Ai bán cho cậu coi lời. Bọc gì? Hủ tiếu hay bánh canh? Hủ tiếu canh canh được chưa? Dạ bánh canh đi ha, già cả rồi, hủ tiếu dài lắm. Bán mà hỏi bán gì còn hết chứ đâu có biết cái nào bán đâu. Sao chị mà nói mà sao già cả? Con coi đi về nghỉ mua luôn. Dạ 15 ngàn chịu gử. Có đồ bật lát không nè. Tấm này nó 200 đó. Tấm này có tấm à. Nước chung luôn hay bà sao? Chung vàng này luôn. Hết nổi luôn. Hết nổi nhiều hả chú Năm? Rồi. Bao no luôn mà. Bao no mà. Bao no luôn. Biết chú Năm đi đòi sấy nè. Này chú Năm vô mà. Chùm lò. Nước cũng đi đâu. Ngày nào mà không có lúa rồi cũng có tiền. Đúng không? Tháng năm. Bởi vì con làm bánh canh nè. Rồi con gửi chú Năm, cảm ơn chú Năm. Tháng rồi. Chở sáu đạo đi đưa kiếm học đi về gặp có còn mua hết thôi. Chú kiếm bà sáu cái cục thịt đi. Bữa nay chín giờ về á. Ừ. Cái nào ấy về cái chỗ ăn. Mời cả nhà nghe. Có gì trời nó không? 20 ngàn. Giờ này á xương nó mềm nó ngon nó ghê luôn. Đâu có chạy xuống dọc đường có bán nè. Cho bói ăn chờ. Thôi chú Sáu ơi, con không lấy tiền đâu. Lấy tiền đi. Trời ơi, ông Sáu lấy nhiều nhiều đi, đừng lấy ít. Cảm ơn chú Sáu luôn. Sao cười sao đâu bói. Cái mấy bánh bò nãy đâu hết rồi bà hai. Ăn hết rồi. Thì cho bà Sáu cái gì? Cho mẹ. Mua một bánh canh tặng bánh bò. Gửi cho bà Nguyên khôn đi nữa đem khôn lên. Rồi cho con gửi. Rồi, con cảm ơn bà Sáu. Rồi hết rồi cả nhà ơi. Còn mấy cục xương này tí xíu nữa Duyên làm và bọc gì cho tụi nhỏ nè. Bữa nay là không biết lời hay lỗ luôn. Giờ Duyên chỉ biết cái số tiền mà hôm nay Duyên bán thôi nha cả nhà. Tại vì thịt buổi sáng là bà hai bà giao xuống cho Duyên. Chưa tính tiền cho nên là cũng không biết lời lỗ gì hết. Nhưng mà hôm nay là bán cũng khá khá rồi đó. Bán phải làm cũng lời rồi thì có lỗ. Bán thì phải có lời hả bà hai. Không lời được tiền thì mình cũng lời được cái ăn. Sao để cá uống chị ơi, đi gãy chị ơi. 20 ngàn cá. Hồi nãy hình như là con chưa thòi bắt út 5 ngàn. Của mẹ là 10 ngàn. 100, 200, 300, 400, 410 ngàn á cả nhà. Chút xíu nữa Duyên sẽ lên tính tiền thịt với bà hai. Thôi buổi sáng thì nấu một nồi hủ tiếu xương với bánh canh đồ bán quá trời đắt luôn á ông bà cô chú. Không mình nên là làm cũng không kịp.
bà con thì cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Diền cũng xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.